điều này quan trọng nhất. Cởi đồ ra. Vậy? Gì cởi đồ? Em nói nghe, cái việc học của em là về cơ thể học người đàn ông. Anh mặc đồ em cũng có tưởng tượng ra được anh ơi. Trời ơi, em tưởng tượng đi, cái kỳ tự nhiên kỳ biến cởi đồ à. Cởi ra giùm em đi anh. Thôi. Cởi áo trước rồi cởi quần sau. Mày! Trời ơi, cái nhỏ này đang sao vậy trời? Anh nói thiệt với em nha, cách đây 20 năm á, em không cần kêu anh cởi, anh cũng cởi nữa. À, hồi xưa một thanh niên cởi ra nó có 6 cục. Bây giờ cởi ra nó cục có 1 cục ai coi. Cái đó em biết anh ơi. Nhưng mà em nói nghe đừng có lo, yên tâm đi, em hứa nghe, anh mà cởi đồ ra em không có ỏi đâu. Đợi chưa? Đi mà cởi giùm em đi. Em khỏe anh, tuần sau em nộp bài anh ơi. Thôi. Em lại anh mà. Gì? Anh. Gì? Anh giúp em đi, vì bài học của em mà. Anh mà giúp em nghe, em sẽ tặng anh một cái này quý giá vô cùng. Cái này ha anh, là anh có hưởng liền. Đấy. Chờ xíu nha. Em nói anh nghe nè, em chôn của má em, mà em quỷ lắm á. Gì vậy? Một băng nhạc. Băng nhạc hả? Mà những cái bài trong đấy nè. Sao? Coi như là người ta nghe là tất cả mọi người đều chết mê, chết mệt. Gì? Em mê của băng nhạc lắm hả? Không phải. Vậy em ơi? Bà ngoài em. Tự nhiên có bà ngoại em đưa cho anh nghe. Không phải bà ngoại em đâu nghe, mà em cũng mê, mà chị hai em cũng mê nữa. Chị hai em nói ha, một lần mà nghe cái bài này nè, những bài hát trong đây nè, trời ơi, coi như cái óc tưởng tượng mình nó đi xa ngàn dặm anh ơi. Mình cảm hứng dâng trào anh ơi. Mỗi khi nghe những bài nhạc này, mình thấy toàn những loài hoa, hoa sim, hoa tí gôn, hoa thiên lý, hoa trắng. Mình thấy những chuyện tình vô cùng đẹp, chuyện tình trướng chi mỹ nương, chuyện tình lang và điệp. Anh thấy người thợ săn, anh thấy đàn chim nhỏ, anh thấy hình dáng những người con gái rất đẹp. Gì? Nghe này thấy con gái hả? Thấy con... nhiều lắm. Thôi quá đáng rồi, có thấy không? Anh không tin không? Nhà anh có máy không? Em cho nghe liền. Nghe thử coi. Đây. Mấy ngày nay em tìm cảm hứng hoài không có, bây giờ anh cần hứng có cái để có cảm hứng mà. Rồi. Được chưa? Rồi anh. Rồi. Mở lên. Rồi. Rừng hoa đẹp nhất hoa màu tím. Tưởng tượng ra chưa? Thấy gì đâu? Sắp rồi đó. Sắp thì cái vườn mệt quá. Tắt đi. Thấy chưa? Có rồi. Có con gái đó phải. Tự nhiên nghe cái bài này anh tưởng tượng có một người con gái em ơi, mặc áo dài màu tím. Áo dài màu tím. Đi giữa cái đường mòn rồi đó. Đường con gái này tóc dài phân nửa để ra đằng trước rồi nè. Để ra đằng trước. Mặt trái xoan. Cặp mắt tròn. Môi chúng chiếm. Anh tưởng tượng ai mà em thấy quen lắm anh ơi. Quen không? Ai rửa? Như Quỳnh. Trời ơi, nghe bài này ai không như Quỳnh hát. Đó thấy không? Anh tưởng tượng ra một cô gái quá đẹp đúng chưa? Được chưa? Được. Cho anh mượn nha. Ok. Gì? Cởi đồ ra đi anh rồi em cho mượn. Nữa cũng quên cởi đồ hoài vậy. Em về anh ơi, trời ơi, tuần sau em nộp bài rồi anh ơi. Thôi. Cởi ra đi anh. Hay là anh về đi. Bây giờ em cứ về nhà. Em cứ nằm ngủ đàng hoàng. Tối nay anh đem một người đàn ông không mặc gì hết đem qua cho em liền. Cho mượn anh nói rửa mã đánh em chết. Không phải, anh làm xong cuộc chuyện xong, anh vẽ một người đàn ông, cơ thể một người đàn ông đem qua cho em. Anh hiểu chưa? Bây giờ em về em chỉ cần nằm dài để em ngủ. Đêm nay còn một người đàn ông nằm cạnh em không mặc đồ gì hết. Anh giúp giùm em nghe. Lẹ đi. Anh dễ thương quá, tặng anh nè. Bảy bà, tôi dưng tôi không muốn gì kỳ cục vậy. Gì rồi anh? Sao tự nhiên không muốn mắc cỡ chết luôn em ơi. Sao kỳ nữa ha? Mình con gái, mình muốn con trai, mình không sao hết. Mà thằng cha đi làm gì mặc đỏ kẻ ra. Kỳ nữa ta. Tôi dưng không có kỳ quá. Em tặng anh mà thôi, em về nha. Em về nha. Em cứ về đi. Nhớ vẽ chính xác cho em. Được rồi. Em biên chí. Cái gì đàn ông con trai anh rành lắm, em chí đi. Anh ơi. Tiên Chí, gì? Anh vừa nói chi đó? Cái gì chứ đàn ông con trai anh rành lắm, đàn bà không rành mà ông con trai rành lắm. Rửa là anh tự thủ rồi nghe. Anh nói đàn ông anh rành lắm là anh tự thủ rồi nghe. Em nói nghe. Trong băng nhạc này có một cái bài rất hợp với tâm trạng của anh. Bài gì? Mà em nghĩ đây cũng là tâm trạng của tác giả. Ủa, là tâm trạng gì? Cái bài mà chúng mình cùng chung đời lĩnh mà yêu nhau khác chi nhân tình. Ủa, em đúng. Nghĩ đây là tâm sự kín đáo của tác giả và của anh luôn đó. Ủa, tâm sự gì kín đáo? Bỗng. Vậy? Tại vì nó bỗng à? Anh không thấy sao? Bậy. Cùng chung đời lĩnh là toàn đàn ông con trai không yêu nhau khác chi nhân tình là bỗng rồi còn chi nữa. Em bậy quá em ơi. Cái này sao? Tác giả muốn ca ngợi tình huynh đệ thôi. Không còn anh ơi. Bậy bậy bạ không à? Em nói nghe thôi mà anh giấu diễm chi rửa. Gì? Đừng có giấu. Sao vậy? Trời ơi, bây giờ là nhiều người biết lắm rồi. Mà em cũng biết, mà chị hai em cũng biết rồi. Biết gì? Anh bỗng. Trời đất ơi. Ai nói? Em nói. Trời đất ơi.
Thôi mà anh nhỏ bỏng có tài lắm, lo chi sống thoải mái đi. Thôi em khùng quá, em đi, em đi về đi. Hương Giang ơi, sáng sớm mà biến đâu mất rồi con. Ôi chết rồi, đi về đi. Mà em kêu em, anh nhớ nha, về giùm em đi nha. Về đi, dạ, quá nhỏ này khùng người anh... sao được vậy anh ơi. Chống nặng chi rửa sao vậy, sống thiệt đi anh ơi, gồng quá hẳn gậy đôi bây giờ đó anh. Thôi thôi nghe bạn. Ôi vậy nó coi nó khùng quá trời, mà nó không tôi nó giỏi tôi được rồi, tự nhiên nó mình bóng nữa. Có gì thêm bóng không bài ta thẳng bằng mà bóng trời ơi, đối đã ai cũng nói tưởng mình bóng đó nè. Mà nhiều khi ai nói bóng có lợi rồi nha, tưởng bóng nó hung cái giỏi đích một cái thôi kệ, ai muốn nghĩ sao nghĩ, miễn có là thôi. Ê, miễn không có là thôi. Đây coi coi để nghe nhạc bài nào ở đây. Anh biết em đi chẳng trở về, dòng ngang liệu khuất với sương tre. Em đừng quay lại nhìn anh nữa. Ủa, dạ, ủa. Chào cậu. Dạ, bác. Tôi xin tự giới thiệu. Dạ. Tôi là hàng xóm của cậu. Dạ, ở kế bên nhà. Để tôi nói tiếp. Yeah. Tôi tên là Hồng Hà. Mà coi như tôi vào quốc tịch rồi. Tôi yeah. đổi tên Mỹ cho nó dễ kêu. Yeah. Đấy, coi như Hồng Hà thì tôi đổi là Pink River. Hồng là Pink mà Hà là dòng sông là River. Cho nên bây giờ cậu cứ gọi tôi là bác Pink cho nó dễ gọi. Dạ, yeah. Con nghe chào bác Pink. Không, Pink. Dạ, yeah, Pink. Yeah. Chứ cậu cũng nói Pink, người ta tưởng tôi là cục pin. Dạ. Cậu. Dạ. Cho tôi hỏi một câu ngắn rồi tôi về liền cậu nhá. Dạ, dạ. Thế cái con Hương Giang nhà tôi đấy, con gái tôi đấy, sáng giờ nó sang nhà cậu đó, nó có đu sấm thình cái gì không cậu? Dạ, dạ, Hương Giang có mới qua đây nè bác. Vâng, con gái tôi đấy. Dạ, không có gì hết á, cậu chỉ kêu con cởi quần áo của coi à. Hả? Không. Y cậu muốn cậu học về cơ thể học. Đúng cho nên rồi. Muốn vẽ một người thanh niên về cơ thể học của bác. Việc học rồi cô nói đó. Thôi cổ cứ về đi, con vẽ cho dùng cho cổ cho. À thế rồi à? Sau đó thì cổ cho con. Không, xong rồi cô về. À thế à? Chị sang đòi cởi đồ rồi về à? Dạ. Yeah. Cậu nói không đúng sự thật nhá. Tôi nói cậu nghe này, cái con Hương Giang đấy, tôi đẻ nó ra. Yeah. Tôi biết nó ghê gớm lắm. Cái con bé ấy coi thế mà nó trẻ người non dạ lắm cậu ạ. Ủa sao bác? Nhiều khi nó hành động hết sức sai lầm cậu ơi. Ủa, có gì đâu sai đâu bác. Đây tôi dẫn chứng đây. Yeah. Khi mà tôi vừa mới bước vào nhà cậu đây. Yeah. Tôi nghe rõ ràng có tiếng hát đúng không? À không có đâu bác. Tại con vừa vẽ con vừa hát á bác. Con vừa vẽ con vừa hát. Không. Dạ. Đây không phải giọng cậu. Dạ. Giọng không phải giọng cậu. Giọng của Vũ Khanh. Đúng chưa? Tôi nghe rõ ràng giọng Vũ Khanh. Yeah. Vũ Khanh hát như thế này này. Anh biết em đi chẳng trở về. Hay quá. Ba ca tầng nhạc sử dụng cổ hay quá. Tôi nói cậu cái đấy mới đặc biệt nhá. Ủa, sao coi đây? Như là người ta vừa dùng như là coi như là tân nhạc mà kết hợp với lại ngũ cung, cái đấy mới đặc biệt chứ lại. Ủa ngũ cung là sao bác? Đây này, tân nhạc là đồ rê mi fa son la si. Dạ. Ngũ cung là họ sử sang xê cống. Hai cái kết hợp với nhau nghe thế nó mới đứt ruột cậu ơi. Ồ vậy hay nghe quá bác. Thuần Việt Nam. Ủa, bác vậy trong cái cuốn băng này nó có cậu nha, cháy nhà loài mặt chuột nhá. Dạ. Cậu hỏi là trong cuốn băng này có cái những cái bài nào, có nghĩa đây không phải là cuốn băng của cậu đúng chưa, mà là của con Hương Giang nhà tôi, nó ăn cắp của tôi, nó sang nó cho cậu đúng chưa. Dạ dạ, con đâu có lấy đâu, bác con lấy đó bác. Bác con lấy. Trời để con có cảm hứng. Cảm hứng cái gì cậu, cái này băng của tôi, băng quan trọng của tôi mà, con này tôi phải tôi giết nó, tôi giết bác, nó. Bác. Bác con xin phép con hỏi cuốn băng này có gì quan trọng mà bắt đầu giết đó. Trời, cậu ơi, tôi nói cậu nghe này, cuốn băng này đó nó quý giá với tôi lắm. Dạ. Đây là kỷ niệm cả một cuộc tình oan trái cậu ạ. Chà, cô tình của bác hả? Không. Của ai bác? Của mẹ tôi. Cậu biết không, ngày xưa đấy,
mẹ tôi đẹp lắm cậu ơi, mẹ tôi đẹp não nùng, đẹp nhất dạng là không có ai bì kịp hết cậu ơi. Vậy hả bác? Đẹp vô cùng cậu ạ. Ồ, vậy thì bác không giống mẹ giống ba hả? Không, con cái bác giống mẹ bác. Đấy, tôi nói tiếp cậu nghe, mẹ tôi đẹp lắm. Yeah. Mà cái thời xưa con gái đẹp thì biết bao nhiêu giai làng dòm ngó cậu. Yeah. Dập dìu thế này này. Mà coi như mẹ tôi khép kín cửa phòng the, không chịu ai cả. Chỉ đến khi bố tôi mang cái cuộn băng này này. Yeah. Tặng mẹ tôi. Và chỉ hát một câu trong cuộn băng này thôi mà mẹ tôi banh cửa mời bố tôi vào ngay. Trời ơi, câu gì thôi mà banh cửa là mời vô vậy bác? Mẹ bố tôi hát liền một câu. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Hay quá. Bao nhiêu bác ơi, hay thiệt á. Cậu cắt đứt dòng tư tưởng của tôi đấy. Không bác, chỉ có cần có một câu đó thôi là dính luôn hả bác? Cần có một câu đó là dính ngay xong rồi cưới ngay, xong rồi có những đẻ ra tôi rồi dọn vào trong miền Nam ở căn nhà ngoài ô có hoa thơm trái hiền liền. Trời ơi, ủa vậy cô thấy hạnh phúc quá, đâu có gì của bạn trai đâu. Hạnh phúc lắm cậu ơi, hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc như thế cho đến khi có một người thứ ba xuất hiện. Rồi, bởi vậy tình yêu mà có người thứ ba xuất hiện là dễ đổ vỡ lắm. Vâng. Ai vậy bác? Thủy. Thủy nào bác? Con Thủy bán quán ở cuối làng. Từ ngày mà bố tôi gặp được cô Thủy đó, bố tôi ra ngẩn vào ngơ. Bố tôi không còn để ý gì đến mẹ tôi cả. Mà suốt ngày bố tôi cứ gào lên: Thủy ơi và tình ơi. Ủa làm sao bác? Làm sao bác? Đừng bao giờ anh hỏi hả? Vì sao ta yêu nhau? Vì sao môi anh nóng? Vì sao tay anh lạnh? Vì sao thân anh run? Vì sao chân không vững? Vì sao và vì sao? Trời ơi. Có vậy cũng hỏi vì sao nữa. Thì yêu nhiều quá nó ốm, ôm nhiều quá nó yếu quá. Đấy. Yêu nhiều quá thì chứ nó rung thôi, có đâu hỏi. Thì đấy cậu ơi, bố tôi yêu như thế đấy. Dạ bác. Bố tôi yêu như thế đấy, xong rồi bố tôi dọn hết quần áo. Bố tôi giận cô Thủy đó, đi mất tiêu. Bỏ lại mẹ con tôi thế này này. Đơn côi trong căn nhà trống vắng. Bỏ đi rồi đấy. Mẹ tôi buồn lắm cậu ạ. Mẹ tôi cứ ra ngẩn vào ngơ thế này rồi cứ đứng cửa sổ ngóng bố tôi. Mà cậu biết rồi, ngày xưa mà tôi còn bé lắm, tôi có biết thế nào là tình yêu đâu. Tôi thấy mẹ tôi buồn thì tôi cũng buồn, mà thấy mẹ tôi khóc thì tôi cũng khóc theo. Cho đến một hôm, cái ngày hôm đấy nó mưa kinh khủng lắm cậu ạ, mưa rầm rề cả ngày. Mẹ tôi cứ đứng trước cửa sổ thế này này, rồi ngóng về cuối làng. Thế tôi mới chạy tới hỏi: Mẹ, thế bố đi thì chừng nào bố mới về? Mẹ tôi không trả lời. Mẹ tôi nhìn về cuối làng rồi thỉnh thoảng lại hát: Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Rồi sao nữa bác? Sau đó thì mẹ tôi ốm nặng. Ồ, vậy bố, tụi mày bắt gái quá bác ha. Bố tôi hay tin. Bố tôi về xin phép vào thăm mà mẹ tôi không cho gặp mặt. Không cho vô thăm luôn hả bác? Không. Tội nghiệp bác trai quá ha. Sao lại tội nghiệp? Cậu thế là không hiểu tí gì về tình yêu rồi. Tình yêu nó kinh khủng lắm. Tình yêu nó như lưỡi dao. Tình yêu nó như mũi nhọn ấy cậu ạ. Trời ơi, tình yêu nó không thể giải thích được. Mà có điều quan trọng là những ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên mới kinh chứ lại. Trời ơi. Trời ơi cậu ơi. Mẹ tôi không muốn gặp mặt bố tôi vì là mẹ tôi còn yêu bố tôi, cậu biết không? À. Đấy, cái hồi đấy tôi bé lắm cậu ơi. Yeah. Tôi còn nhớ rõ ràng cái hình ảnh nhé. Coi như mẹ tôi này này, nằm ốm liệt ở trong nhà. Bố tôi tới trước cửa mà không dám bước vào thăm. Hôm ấy, lần đầu tiên, tôi thấy bố tôi khóc. Rồi
bố tôi ôm tôi vào lòng và nói: bố, bố còn nợ mẹ con nhiều lắm. Anh còn nợ chim về núi nhà, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Anh còn nợ nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng nắng trói. Con tim bối rối. Sau đó thì mẹ tôi mất. Chiều nào bố con tôi cũng ngồi trước mộ mẹ tôi. Tôi nghĩ chắc lúc đó bà mới cho ông gặp mặt. Đấy, cái cuốn băng đấy nó theo tôi mấy chục năm trời. Tôi thuộc từng lời trong đấy. Thế mà... Thế mà sao bác? Thế mà cái con Hương Giang nhà tôi, trời ơi, nó không biết gì hết mà nó xa, nó lấy nó tặng cho dài. Tôi về tôi giết nó, bà đừng có giết. Sao? Cô nghĩ là chắc Hương Giang không hiểu rõ câu chuyện nữa bác. Sao lại không hiểu rõ? Không, cô nghĩ cái này không phải tại Hương Giang đâu, là tại con cậu có cảm hứng con vẽ. Cậu nói cậu nghe, cậu đừng có đánh giá là tôi dữ dằn gì hết. Dạ. Mà tôi nói cậu nghe, cái con Ninh Kiều mà nó biết nó cũng còn giết con Hương Giang chết chứ đừng có nói. Ninh Kiều nào nữa bác? Ninh Kiều là con gái lớn của tôi, còn Hương Giang là út. Nhà bác ngộ quá. Sao? Tên của ba cái dòng sông Ninh Kiều, Hương Giang rồi Hồng Hà. Đại diện cho Bắc Trung Nam. Tôi nói cậu nghe này. Dạ. Tôi kể cho nghe vui, cậu cười có duyên tôi kể cho nghe. Dạ. Coi như là tôi á, dạ, tôi đẻ ngoài Bắc. Thành ra bố mẹ tôi đặt tôi là Hồng Hà. Vậy hả bác? Dòng sông ngoài Bắc. Dạ. Thế tôi vào Nam. Tôi mới gặp một ông người Nam. Yeah. Tôi đẻ một đứa con gái. Tôi mới tính lấy một dòng sông miền Nam đặt cho cháu. À, dòng sông miền Nam mình có sông Cửu Long bác. Sông Cửu Long. Biết rồi, nhưng mà Long nghe nó men quá. Yeah. Tôi không đặt. Yeah. Nên tôi nghĩ hoài mà đặt cho cháu nó là Ninh Kiều cho nó mềm mại. Không bác, Ninh Kiều là bến Ninh Kiều. Biết bến rồi. Ninh Kiều Cần Thơ á. Tôi biết rồi, nhưng mà bến hay là sông dòng gì nó có tí nước trong đó. Được rồi con, tôi mà làm gì có phải có ý kiến gì vậy. Tôi muốn đặt tên gì tôi đặt chứ, hay làm sao là có ý kiến làm gì. Dạ. Không. Ninh Kiều nó quá đẹp luôn. Quá đẹp. Yeah. Nhưng mà cái tên Kiều thì nó vận vào đời con bé cậu ạ. Ủa sao vậy bác? Năm nay cháu nó 40 mấy tuổi rồi mà chưa có nụ hôn một người đàn ông nào cậu ơi. Trời ơi. Vậy con gái bác có thấy giống người quá. Giống ai? Giống cái cô Susan Boy á. Boy nào? Ở bên Anh thi ca nhạc á, 40 mấy tuổi ca hay lắm mà chưa có một nụ hôn người đàn ông nào trên môi hết. Đấy cậu thấy không? Ca hay mà không qua ai hôn thì tiếc thật đấy chứ. Dạ. Yeah. Phải yêu cậu, đời là phải yêu cậu ơi. Dạ yeah, bác. Đấy. Yeah. Đấy rồi bây giờ coi như là nó còn đòi nó ở vậy, nó nuôi tôi nó mới sốt chứ lại. Trời ơi, tội nghiệp vậy bác. Tội lắm. Ủa, ngồi vậy bác. Vậy thì ra Ninh Kiều là chị của Hương Giang. Chị Hương Giang. Mà Hương Giang là em của Ninh Kiều. Ủa sao ngộ vậy? Sao bác vô lấy chồng người Nam? Rồi Ninh Kiều người Nam, sao tự nhiên Hương Giang nói giọng Huế? Thì tại bố con Hương Giang nó người Huế. À, tại bố Hương Giang nó người Huế. Vâng. Nên Hương Giang nói giọng Huế. Vâng. Còn bố của Hương... Ủa sao kỳ vậy bác? Sao? Bác mới nói con cho chồng bác là người Nam mà. Ba của Ninh Kiều là người Nam. Thì ba của Ninh Kiều người Nam mà bố con Hương Giang người Huế. À, tại vì ba Hương Giang là người Huế mà bố của Ninh Kiều là người Nam. Là tại vì hai ông khác nhau. Hả? Trời ơi, bác vậy mà hai chồng. Cậu ơi. Tôi thì thật sự đây này nói nè, tôi chỉ có một đời chồng chính thức thôi. Còn cái đời đầu, đời bố của Ninh Kiều là lại giang dở. Đấy là sầu lẻ bóng bột đi cậu. À, tại giang dở. Vâng. Ủa sao trời ơi, sao kỳ vậy bác? Hả? Giang dở sao có con? Tại deposit trước. Trời ơi, gặp thứ thiệt rồi trời. Yêu quá nó vậy đó cậu. Thôi bác, phút cho tới dữ đấy, rồi. Đấy, xong rồi, coi như giang sở, tôi buồn quá. Tôi mới bế cái cháu Ninh Kiều tôi ra Huế. Tôi sống cuộc sống single mom. Trời ơi, thời đó không có single mom đâu bác. Hay thời nào mà chẳng có single mom. Ham vui là single mom cậu ơi. Trời ơi, nhưng mà này,
ngày xưa single mom khổ lắm cậu. Tự phải nuôi thân chứ còn bây giờ single mom có chính phủ nuôi rồi. Cứ tha hồ mà single mom. Trời, bác cũng dữ nha. Đấy. Bác sanh mỗi đứa con. Đấy. Đặt tên là mỗi miền. Vâng. Bác Trung Nam có hết. Có hết. Bác đừng nói con nay mai bác có đứa ở dòng sông Mississippi nha. Cậu. Không, tôi lớn tuổi cậu cứ đùa cái kiểu đấy tôi không bằng lòng đâu nhá. Xin lỗi. Độ mà 2 năm về trước thì còn có khả năng chứ bây giờ hết sức khỏe rồi. Trời. Trời ơi, gặp thứ dữ rồi trời. Dữ cái gì? Đấy, xong tôi mới ra ngoài Huế. Yeah. Tôi gặp bố con Hương Giang. Yeah. Thì mới đầu con Giang cũng khổ lắm cậu ơi. Cũng sầu lẻ bóng hai đấy cậu. Yeah, bác. Vì bố con Hương Giang là giai tân mà lại thua tôi 7 tuổi. Trời. Nhưng mà sau đó rồi yêu quá rồi cũng cưới luôn. Trời. Thành ra bố nó là buy one get one free. Trời. Bác hồi xưa cũng dữ lắm mà. Trời ơi, dữ lắm cậu ơi. Đấy, yeah. Đấy tôi kể hết cho cậu nghe rồi nhá. Yeah. Đời mẹ tôi cũng kể rồi nhá. Con hiểu hết rồi. Rồi đời tôi cũng kể rồi nhá. Yeah. Các con tôi là cậu cũng biết hết rồi nhá. Yeah. Cậu hiểu xong xuôi rồi. Dạ, yeah, dạ xong rồi bác. Thế tại sao con mà hiểu cậu rõ lắm. Vẫn cứ trơ mặt ra thế? Rất trơ. Ôi sao trơ bác? Trời ơi, tôi nói như thế có nghĩa là cái cuốn băng này nó rất quan trọng với đời tôi. Tại sao nãy giờ cậu chưa đưa ra? Giả tôi ngay, mau. Giả đây. Ủa bác vẫn không quên hả? Giả sao quên được? Trời, bác nhớ dai quá trời. Nên mà không trả lời bác. Đây cho tôi. Có chút xíu muốn tìm cảm hứng bác cũng đòi. Bác. Rồi ôi, cuốn băng yêu quý của tôi. Cậu, tôi nói cậu nghe nhé. Dạ. Yeah. Tôi yêu cuốn băng này lắm. Yeah. Mà không ai yêu âm nhạc như tôi nhé. Sao bác? Tôi yêu cuốn băng, tôi yêu nhạc này, tôi yêu luôn tác giả cậu ơi. Trời ơi. Phát lãng mạn chứ gì hả? Tôi yêu mấy chục năm rồi chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng mà cái này yêu là yêu đơn phương thôi. Yêu đơn phương thôi. Bác biết tác giả này là ai không? Bác yêu vậy? Ôi trời ơi, tôi để trong tim tôi mấy chục năm nay, tại sao tôi không biết được? Ai? Anh bạn. Vậy? Bác yêu anh bạn? Thôi, cậu trời ơi. Trời. Sao cậu nói lớn thế? Trời ơi, vợ con người ta nghe được thì chết tôi. Dạ con, đâu cần nghe đâu. Không, không nghe. Ông nghe. Hả? Cái gì? Cậu? Ông ngồi kìa. Đâu đi. Ông ngồi ra đừng có bắt cỡ. Đây đây đây. Ô quên đằng này nè. Chết rồi, trời ơi. Đây nè. Đây ra chào. Ôi trời, thôi chết rồi. Ủa đừng có bắt cỡ rồi sẵn dịp luôn gặp. Cậu có mặt tôi còn tươi không? Còn được lắm. So son còn không? Còn. Tôi ra nhé. Trời ơi con kìa. Ôi trời ơi, thôi chết rồi. Cái gì ra chào đi. Cái nụ cười đứt ruột đi cậu. Ôi trời mà lần nữa nó còn quá. Vâng ạ, à, tôi nói gì giờ cậu? Thì ra thăm hỏi bác đi. Dạ. Dạ, tôi run quá cậu ơi. Run cái gì? Dạ. Úi rồi. Dạ. Em chào bác ạ. À. Rồi vâng. Ê, vâng. Ê, em cứ tưởng nghệ sĩ là phải ngầu ngầu, tóc tóc chỉa lên chứ mà em nhìn bác phém mì lì men quá. Hợp với tôi đấy cậu. Hợp. Dạ. Ừ. Em thật sự em run quá, em không biết nói gì hết. Thì thôi thì em chỉ xin bác là khi nào mà bác có sáng tác mới thì bác copy cho em một đĩa nhá. Vậy? Trời đất ơi, bất cảm tình. Chứ người ta sáng tác nhạc phải mua ủng hộ người ta. Tôi run quá, tôi run quá. Vâng, thế thì bác có sáng tác mới thì em mua 2 đĩa. Em nghe 1 đĩa và em để dành 1 đĩa. Hả? Lại cười với tôi. Thôi nhá, vâng, vâng. Thôi thì em không biết nói gì hơn là em xin chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Để sáng tác thật nhiều bài hay cho chúng em nghe, cho chúng em khuây khỏa cuộc đời chúng em, đúng không? Yeah. Bà con? Đúng. No. Thôi em chào bác ạ. Chị chào nó chút xíu đi rồi. Trời ơi, hay quá, thôi thôi được rồi. Được rồi, tôi cảm ơn cậu nhé. Sao vậy? Tôi thấy là tôi mãn nguyện lắm rồi, tôi chào cậu nhé. Thôi, xí dư. Trời ơi. Trời ơi, bà chỉ nhảnh thấy thương không kìa trời. Trời ơi, già còn mắc cỡ. Bây giờ người ta nói đúng không? Người ta già cỡ nào mà yêu lại là nó trẻ à. Trời, bác sướng ghê nha. Con cũng sĩ mà còn ế quá ơi. Mai mốt chắc con làm nhạc sĩ quá à. Thôi, chúc bác khỏe mạnh nha bác. Dạ. Trời ơi. Không phải bây giờ dễ tiếp. Để tìm cảm hứng lại. Các con ơi. Hôm nay là ngày tuyệt vời của mẹ. Mẹ vừa gặp được người trong mộng. Mà lại còn đòi được cuốn băng quý giá về nhà nữa con ạ. Anh à. Cái gì nữa vậy? Cứ phá hoài. Dạ. Em chào anh. Dũng Nam. Ninh Kiều phải không? Chào Ninh Kiều. Dạ. Ủa sao anh biết tên em vậy?
Hồi nãy má của Ninh Kiều mới qua đây giới thiệu cho anh biết về Ninh Kiều nè. Ờ dạ hả. 40 mấy tuổi mà chưa có chồng. Chưa có nụ hôn nào trên môi hết á. Trời ơi, má em nói vậy người ta nghe ta cười chết. Đâu cười đâu. Dạ. Mà nhà Ninh Kiều ngộ nha. Dạ sao anh? Tên thì tên ba dòng sông Bắc Trung Nam khác nhau hết á. Dạ. Mà đặc biệt có một khuôn mặt à. Dạ, ai cũng lộn vậy hết á anh. Ừ. Trừ khi mà nói chuyện ra thì mới nhận ra nhau thôi. Thí dụ như bây giờ mà em nói dạ Hương Giang xin chào anh. Cô Hương Giang, cô Hương Giang, dạ, Hương dạ, Giang. Đúng rồi. À. Còn bây giờ mà em nói tao giết mày chết đấy. Bác Hồng Hà, bác Hồng Hà. Dạ. Dạ. Còn nếu bây giờ em nói tiếng giống duyên dày có nghĩa em là... À là... Ninh Kiều. Dạ. À, anh biết không, bị sáng giờ em thấy nhà em lộn xộn quá. Hương Giang thì nó mang qua đây cho anh mượn. Nó phá anh nguyên buổi sáng ngày hôm nay đó em. Dạ, xong rồi má em qua lớn tiếng đòi lại. Bác làm rần rần sáng giờ rồi giết tới chứ tôi đi. Má em vậy thôi chứ tính tình hiền lắm anh. Em thấy vậy kỳ cục quá, em mới đại diện gia đình em qua đây nè. Bây giờ em đứng đây đó, bây giờ thôi thì em biết anh giận dữ lắm phải không? Khó chịu lắm em. Dạ. Bây giờ em đứng đây nè, anh muốn làm em gì thì anh làm, mà anh muốn nói gì thì em nói cho anh hãi giận đi anh. Trời ơi, muốn nói muốn làm lắm mà muốn nói lắm phải không? Dạ anh muốn nói gì cũng được hết anh. Nói à? Dạ. Cứ dạ hoài ai chịu nổi trời. Trời ơi, còn nếu như anh nói không được thì thôi anh la không được, anh la sao cũng được, em cũng nghe hết á. Gì? Dạ cho anh bớt giận. La luôn hả? Dạ. Dạ nữa trời. Thì sao tôi biết nói gì đâu. Nói anh cũng không nói mà la anh cũng không la thôi. Em đi về rồi bữa khác em qua cho anh la nha. Khoan đã. Cô nét lắm á. Em mà nét gì anh? Em chắc nét già. Không có đâu. Kiều già thôi cũng già vậy. Kiều 40 mấy tôi cũng gần 50 rồi chứ bộ. Mà cũng chưa biết con gái là gì hết á. Dạ. Cái đó thì em biết anh. Hả? Ủa sao em biết? Bị Hương Giang nó nói vòng vòng hết cả khu này. Trời đất ơi, cái chỗ này thiệt tình trời, nó khùng quá sao vậy trời. Đi đâu quảng cáo anh bóng à. Anh xin lỗi với em nha. Anh thẳng à. Anh thẳng đàng hoàng rồi nha. Nhưng mà tại vì anh nói thiệt với em, tại vì sở dĩ bây giờ này anh chưa có vợ là tại sao? Anh lo thân anh lo còn chưa xong nữa. Mà bây giờ mình yêu người nào mình phải thương, mình lấy người đó. Mà lấy về lo người ta không xong lấy chi? Bây giờ chính vì vậy tôi mới không cưới vợ á. Trời anh ơi, anh đừng suy nghĩ như vậy. Trời khi mà yêu nhau là hai người cưới nhau về cùng chia ngọt sẻ bùi chứ đâu bắt trách nhiệm một mình anh đâu anh lo. Thôi đi Kiều ơi, đó là lý thuyết thôi. Ở cái xứ này no money, no honey đó. Không, em nghĩ là phải chia nhau, chia sẻ với nhau hết hà. Trời Kiều nói hay quá, cỡ như Kiều dám lấy tôi không? Dám chứ anh. Cái gì? Nó lộn không? Dạ không anh ơi. Muốn lấy không? Dạ không có, em nói anh nghe nè. Trời ơi, em nói bậy bạ quá, không có ý vậy nè. Em qua đây em làm cho anh bớt giận. Cái em nói tầm bậy tầm bạ làm cho anh giận thêm. Chứ thực sự ra trong lòng em biết là con Hương Giang anh. Nó nói tầm bậy, em không bao giờ em tin lời Hương Giang hết đó. Vì chiều nay em cũng đứng trên cửa sổ, em nhìn em thấy anh vẽ. Em thấy anh vẽ, em biết là Hương Giang nó đồn tầm bậy tầm bạ thôi ha. Em nấu cơm xong là em đứng trên lầu em nhìn anh vẽ không à. Em... Hả? Mỗi chiều nào... cũng đứng cửa sổ nhìn tôi vẽ nè. Vậy là vô để ý mi. Không có nữa. Ý em phải nói vậy mà ý là em dạ thôi em về em nấu cơm anh ơi. Khoan Kiều. Cho anh vẽ Kiều nha. Con tim bối rối, anh
Anh nói thiệt với Kiều á, Kiều là cái hình ảnh mà anh tìm lâu lắm rồi, mãi tới ngày hôm nay mới gặp. Anh cảm ơn em nha. Anh còn nợ em. Bà tắm chưa bà? Kỹ đó. Mình cần tìm cái mùi cồn, mà không ra mùi cồn mà ra mùi giấm là sao ta? Bực mình ghê, tiếng từ sáng giờ không. Mày tìm bà nội mày ha? Hả? Mày làm gì vậy? Hả? Mày đi qua đi lại tao cũng chóng mặt chứ. Mày tìm gì mày không nói, mày đi qua đi lại mày lầm bầm mày coi cha mày như miếng dám, mày muốn dở lên sao mày dở vậy? Hả? Không tìm chai rượu. Nói vậy là nãy giờ mày tìm chai rượu. Mày tìm chai rượu mà mày lật cửa lật nghiêng thằng cha mày hả? Tao hỏi mày, chai rượu đó mày để đâu mà? Còn để trong tủ đó, mới hồi sáng để trong tủ khóa lại đàng hoàng, không cánh mà bay. Trong tủ thì nó còn trong tủ, nó bay đi đâu hả? Còn chai không à? Thì cái chai rượu mày kiếm cái chai không hả? Con tìm chai rượu. Cái chai đó không phải chai rượu hả? Cái đó là chai không. Vậy là nói nãy giờ là mày nghi cha mày lấy hả? Chứ giờ còn hỏi ba nè, ở nhà này chỉ có hai cha con mình thôi. Chai rượu của con không lấy. Thì ai lấy? Ai lấy? Tao nói cho mày biết nè. Mày á, mày nghi mà mày nghi cũng ngu. Sao ngu hả? Tao ở trong cái nhà này, mặc dù tao là cái thằng nghiện rượu thiệt, nhưng mà có chai rượu đó chưa chắc thì tao lấy chai rượu mà. Tao ăn cắp chai rượu, tao giấu nó không dễ hơn hả? Tao ăn cắp chai rượu khó giấu. Đúng rồi, nè con nói cho ba biết nha. Ba nhìn lại cái tướng của ba đi. Cái tướng của ba bây giờ hả, nó còn thua cái tấm ván ép nữa đó. Ba uống rượu gì nhiều vô. Giờ sao? Tao uống rượu thì có ảnh hưởng cái mày không? Tao vẫn nuôi mày mặc thù lù như vậy. Sự hy sinh như vậy mà bây giờ mày còn nói. Rồi nói qua nói lại rồi mày cũng nói tao lấy rượu của mày. Nhà rượu nó quý lắm hả? Nhưng mà con tức chứ, trời, chai rượu đó, ba nghĩ sao không biết. Bạn con gửi từ bên Mỹ vậy, mà chiều nay con đi sinh nhật bạn gái con rồi. Mày giận ngoại hả mày? Hả? Mày coi chai rượu Mỹ hơn thằng cha mày hả? Ê mày, tao quấn cái cha mày hả mày? Hả? Thứ con mày đẻ ra uống mày. Xong, xong đó. Cuối cùng là mày vẫn nghĩ thằng cha mày lấy chai rượu của mày hả? À, cái đó con có nói nha. Con không có nói là ba lấy chai rượu của con nha. Nhưng mà con hỏi ba nè, ở cái nhà này chỉ có con với ba thôi. Chai rượu của con đáng lẽ con lấy, đúng không? Giờ ba lớn rồi ba suy nghĩ đi coi. Ai? Chai rượu đó ai lấy? Ai? Ai vô đây lấy? Đúng không? Ai lấy? Ê, đừng trời ơi, có chừng quỷ nhan sắc tôi. Đừng. Cái gì vậy? Sao tự nhiên phan đồ với con chứ? Ông sống bậy bạ quá. Nóng từ từ dại, ông sống kỳ quá. Mất đồ phải không con? Dạ. Ông đó, ông vậy là không được. Bây giờ ông lỡ ông lấy của con, ông trả cho nó, ông giữ làm cái gì? Đúng không? Con muốn cái ông có để trả cho con, ông làm gì là bậy bạ đó. Lấy đồ của con phải không? Dạ. Sinh nhật phải không con? Dạ. Ừ, coi được rồi, để đó nói cho. Bậy lắm nha, bậy lắm. Mình lớn tuổi rồi, phải chi là 16, 17 tuổi đi ngựa hiếp hết. Như tụi nhỏ rồi ra bắn lỗ tai đeo cục nói. Mấy bông của con nó tặng sinh nhật. Ông làm gì vậy? Tự nhiên ông lấy làm gì? Đã lẽ giờ già vậy đó, 40-50 tuổi ra kia kìa bóng đôi tay đem bông đây, tưởng quỷ, hiểu không? Con đang đi mà quay trời ơi, con quỷ già đó bông. Đứng tướng chi xấu vậy? Già đứng tướng chi kỳ vậy? Xấu mà hù mà hết hồn. Cái gì vậy? Cho ý kiến nè. Ý kiến gì?
Bà ở đâu ạ? Trời ơi, ông nhiều lúc già rồi ông cứ cười quá. Tôi tự giới thiệu với ông, tôi hàng xóm ở kế bên. Hàng xóm hả? Ừ. Hàng xóm nãy giờ bà làm bà vô á, người ta hiểu lầm, người ta tưởng là vợ tôi hay là mẹ tôi thôi chứ không phải là hàng xóm. Ủa sao vậy? Ông kỳ. Ê bà ban vô bà không biết ớt giáp gì hết, bà nói mất cái gì? Mất cái bông, nó đi sinh nhật bạn gái nó chiều nay là chỉ có mất bông, mất dây chuyền, mất cà rá thôi. Mất gì, cái gì ông đừng có chới với, ông ngã đổ vậy đó, cái nào nói cho ông nghe. Bây giờ nhà trật tự nghe tôi nói, tự giới thiệu tôi tám hàng xóm kế hàng bên. Tại sao có dãy một rùi vậy, ý nghĩa lắm nha. Trời cho nó có lên là chị Y, có nghĩa là im lặng để một mình tôi nói thôi. Cha con đừng có làm như vậy, đúng không? Nè, nhưng mà con cũng đừng có hiểu lầm vậy. Nhiều khi ba con thấy thích đẹp, ba con lấy ra mà con coi thôi, chứ không phải là ăn cắp. Nhưng mà thiệt tình là cái mặt ông cũng gian thiệt, mặt ông gian quá. Bó tay mà rồi nè. Bó rồi nè. Thì con trả cho con nó đi, lỡ lấy trả đi con, nó không có nói gì đâu. Cái chai bông phải không, hay bông phải không? Tám ơi, tiền chai rượu chứ không phải đâu bông. Rượu? Dạ. Đó. Rượu thì càng không dính tới tôi nữa, đúng không? Tôi đàn bà có mà vô rượu, mà ai nghĩ là như đàn bà mà nó cầm cho rượu uống cà 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 quá. Đàn bà không bao giờ uống rượu. Mà nhà này có ai, có ba người, đúng không? Tôi đàn bà là tôi không uống, đã tôi là uống. Rượu nó chẳng lẽ nó ăn cắp, đúng không? Tự nhiên rượu của mình đi ăn cắp, đúng không? Thì còn ai? Ai đâu? Ai? Ai là mày phải tự biết rồi, thấy đúng không? Tao vô là tao giải quyết đâu rồi. Rượu là không bao giờ có tên tôi đó. Mà tôi là không bao giờ đi ăn cắp giặt ba cái vụ rượu. Mà nhà ai đâu? Tôi đàn bà là tôi không có uống rượu khà khà rồi. Rượu nó chẳng lẽ nó lấy, hiểu là cái gì? Tôi là tôi không có lấy đó nha. Rượu chè là không có tính tôi. Là con phải hiểu, nghe chưa? Rượu là con phải hiểu. Sâu rượu ở đâu là con phải hiểu. Vậy tao cứ về nha. Rượu mới dụ rượu nha. Rượu nha, là chuyện có lấy tao về à. Đừng bao giờ có ý nghĩ xấu xa đen tối là dì tám của mày lấy, nghe chưa? Dì là hàng xóm qua giải quyết tao, nhớ chưa? Mày phải nhìn cái hướng tay mà mày cứ nhìn tao hoài, thằng này nó ngu quá. Tao về à. Ủa, cuối cùng dì tám qua đây nói như vậy thì ai là người lấy chai rượu ta? Không lẽ là bà? Còn nhớ rồi, trước khi dì tám về, dì tám có chỉ là cái gì? Sao? Đang nổi điên. Cái gì mà điên? Anh đang gây lộn với ai vậy? Hứa mất dạy. Nhỏ mà mất dạy. Trời ơi, thôi anh ơi, bỏ đi một câu nhịn bằng chín câu lành. Con khỉ, một câu nhịn là chín câu nhục. Quất tới bên luôn. Trời tay nè, tôi nói cho anh biết nghe không? Trời ơi, mấy đứa nhỏ bây giờ nó không biết lớn nhỏ là cái gì hết. Tao hãy hở ra hả? Nó giác mã, nó chém ta lả âm binh hết á. Tôi chấp mười mặt nó dám chém tôi kêu nó bằng cha luôn á. Trời ơi, anh tưởng anh là ai mà nó không dám chém? Tôi cha nó mà. Trời ơi, hố nữa rồi. Vậy mà tôi tưởng nãy giờ anh cãi lộn với ai cha con mà làm như là kẻ thù vậy đó. Phải thù thôi, đang buồn bực. Đang buồn bực cho nên bữa nay có chai rượu tới mời anh uống với tôi. Đi, vô đây, vô đây. Đang ngủ đi mà. Bực bội mà, ha. Tôi quá sức bực bội anh biết. Bình tĩnh, anh bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh sao được. Trời ơi, dầu gì nó cũng là con cái mình. Nó có coi tôi là cha nó không? Hả? Nhưng mà anh ơi, mình là người lớn, mình phải rộng lượng. Thấy không, nếu nó không coi mình là cha thì mình coi nó như người dưng. Anh nói gì câu trước que à? Duyên à. Vẫn chơi, vẫn chơi. Thôi được rồi, tôi nói anh nghe. Sao? Bữa nay tôi quá buồn vì hoàn cảnh mà thằng con tôi mà nó xài xỉn.
Bữa nay tôi đem rượu qua đây, tôi mời anh uống để chia cái nỗi buồn này cùng tôi thôi. Thôi anh ơi, tôi không có uống đâu anh ơi. Trời ơi, hụn vợ tôi nó về đây, nó thấy được vậy là nó chết tôi nữa. Đã đi chợ hả? Đâu có, đi chơi Vũng Tàu rồi. Trời, đi Vũng Tàu ít nhất mấy ngày nó mới về. Đừng có lo, yên tâm uống với tôi đi. Nhưng mà tôi không có dám uống với anh đâu. Sao ơi, vậy? Uống với anh được hồi một hồi có chuyện nữa. Có chuyện gì đâu, tôi bình thường uống là uống, nó có gì đâu. Ê nè, anh không biết hả, anh có cái tật phải có rượu vô là anh quậy. Mà cả làng, cả xóm nãy cũng biết hết á. Rồi đi vòng vòng nãy giờ không ai dám uống với anh mới quẹo qua rủ tôi ha. Không phải, bị tôi kết anh, tôi mới mời anh. Rượu phùng tri kỷ tiên bôi thiểu, phải không? Bây giờ tôi muốn qua đây mời anh. Nếu anh sợ tôi xỉn tôi quậy thì tôi xin hứa với anh. Hứa sao? Là tôi không có quậy khi xỉn mà tôi sẽ quậy khi tôi tỉnh. Anh hứa không heo? Tôi hứa. Tôi nhớ hình như câu này anh hứa nhiều nhà lắm rồi nghe không? Không, nhưng mà đây là lần chót tôi hứa với anh luôn. Anh uống cho tôi một ly. Tôi buồn, tôi muốn rượu trong cuộc đời tôi chưa bao giờ mà biết uống bình rượu. Bình tĩnh lại anh, bình tĩnh lại. Đó, bây giờ bình anh phải uống với tôi. Bây giờ là vô. Hoàng. Sao sao? Đã người chuyên uống rượu mà không biết cái gì hết trơn hết trọi. Trước khi mình uống rượu đó là mình phải tế. Tế gì? Tế người đầu tiên là thiên. Thiên là trời. Trời tạo ra mưa gió. Thấy không? Anh mà không có tế thiên đó hả? Anh mà uống có ngày bị trúng gió chết. Còn có cái luật này nữa hả? Trời sao không có anh? Dạ, con xin tế thiên. Thấy không? Đó, rồi đó bắt đầu nè. Anh làm gì vậy? Anh đừng có tiếc nghe. Không tốt đâu nghe. Cúng trúng gió à. Mình cúng mình đâu tiếc chứ. Bây giờ rồi cúng thiên rồi, bây giờ mình vô. Chưa, bậy bạ quay. Thiên thì phải có địa. Địa là đất, là người những cười coi đất đai này nè. Thấy không, để anh nằm đất là không bị giật. Anh thấy mấy người ta xỉn không? Nằm đất cái tự nhiên cái chết luôn đó. Nó thật ra mình phải cúng đó. Địa. Thấy chưa? Ta phải biết kẻ trên người dưới chứ đâu phải là muốn uống là uống đâu anh. Cúng địa rồi, cúng địa rồi. Cúng địa rồi. Cúng địa được, bây giờ mình phải cúng địa. Là cúng địa xong rồi, bây giờ còn là mình nữa anh ơi. Cái gì nữa? Còn ông bà là mình nữa chứ. Có ông bà mình mới có mình. Thấy không, anh sống được ngày hôm nay là nhờ ai? Là nhờ ông bà. Đó, mình phải cúng ông bà chứ. Đó, dạ cúng ông bà. Uống nè. Khoan đã. Ông bà không sao, còn các dông nữa. Chứ đâu phải chuyện tình. Còn nhiều anh cúng luôn đi. Đó, thấy không, tôi khoái những người hiểu biết như anh vậy đó. Mình phải hiểu biết mình mới sống dai được. Đó, bây giờ nè, cúng các dông hồn nè. Đã mời các dông hồn. Đâu, vô hồn các bạn nữa chi. Trời ơi, cũng nhiều lắm. Dạ, cũng vô hồn. Bên đây nữa các dông nè, chết bời nè, chết bụi nè, chết sâu, chết là suối, chết xe, chết ao, chết cỡ nào, chết bị bóp cổ. Sao chết bóp cổ là sao? Là tôi bóp cổ anh chết á. Thì bây giờ anh em mình uống nè. Anh uống với cô hồn các đảng luôn đi. Ủa làm gì anh, tự nhiên anh giận vậy? Còn miếng nào không uống? Sáng cái chai chết rồi. Thấy không hết thì mình đi mua. Nghĩ sao tôi đem chai rượu qua đây chưa uống được một miếng nào. Cái môi nó khô còn hơn là cái bánh tráng nướng. Nghĩ sao anh em anh đổ anh cúng cô hồn khác nữa. Tôi nói anh nghe là thấy không, anh cũng vậy hả? Tôi nói đâu có sai, cái tánh nào cũng tật nấy à. Mỗi lần anh có rượu vô cái là anh quậy, ai cũng sợ hết đó. Biết hồi nãy tôi không thèm uống với anh đâu. Anh nói cho rõ ràng nha, hồi nãy tôi hứa với anh đàng hoàng rồi. Tôi hứa với anh là tôi xỉn tôi sẽ không quậy. Mà tôi tỉnh tôi mới quậy. Hồi nãy giờ có uống được con mẹ gì đâu mà không quậy. Anh tỉnh anh quậy là còn bậy hơn sai. Chứ bây giờ tôi hỏi anh là cắt cổ không bằng đổ rượu. Nghĩ sao tôi đem chai rượu qua đây anh đổ anh cúng hết rồi lấy cái gì uống? Thì bây giờ cũng bất quá thì mình đi mua. Cái chai này bao nhiêu dữ vậy? Trời ơi, 7-8 ngàn đồng bạc hả? Con mắt bị mù hả? Mù cái gì? Mày nhìn cái thằng mày còn đọc được cái tiếng nào mày chữ mà Việt Nam đó không? Của Mỹ đó, của USA nó đem gì à? Phải không? Là rượu Tây đó
ông nội không phải rượu đế đâu cha ơi là cha. Hay là chai ở ngoài thì tay mà ở trong là ta ông nội. Làm sao ta được, tự tôi khui mà. Đền cho tôi. Đền cho anh hả? Anh nói chuyện sao kỳ quá anh Sáu ơi. Kỳ cái gì? Cái này đâu có đáng bao nhiêu đâu mà bây giờ anh nói qua tay với ta, chắc anh muốn tôi đền cho anh hả? Tiền đâu tôi đền cho anh? Anh còn chọc tức tôi nữa hả? Ủa, tôi chọc tức anh hồi nào? Mà có cái gì đâu mà anh phải tức. Thấy không, đồng ý là chai rượu này của anh tiếc thiệt. Thấy không, nhưng mà anh bỏ tiền mua, chứ tôi đâu có bỏ tiền mua đâu mà anh tiếc. Thấy không, hơn nữa anh là người ghiền rượu, mà tôi lại không ghiền rượu, tại vì tôi sợ vợ tôi. Nó về nó thấy là chết cha tôi liền. Đó, bây giờ anh mời, đó tôi không uống thì tôi đổ. Hả, có gì đâu mà anh phải tức. Hả, gì? Hả, sao? Nổi điên. Hả? Nổi điên. Ủa, nổi điên là vậy? Tôi hả? Nói thiệt với anh nha. Bây giờ tôi quánh anh á là người ta nói tôi là tại vì rượu mà quánh bạn á. Chứ có một người nào mà tới đây làm chứng mà đứng nghe được cái này, họ chỉ cần làm chứng nói anh móc họng tôi thôi nha. Tôi bay tôi quánh anh mà không đẹp, không ăn tiền, còn khúc xương cuối cùng cũng chơi ra. Tôi quánh anh liền. Anh dám đánh tôi không? Anh đánh là tôi phang này cái ly vô anh liền á. Đừng có ba, pha một cái lỡ trúng vào mặt tôi cái là quý nhan sắc của tôi liền. Cái gì? Làm chứng phải không? Tôi rảnh đây xong chịu cơ tôi vô làm chứng. Cảm ơn chị, có chị là tôi rất cảm ơn. Nãy giờ tôi đứng ở ngoài tôi nghe hết trơn trội rồi. Giờ sao? Đó bây giờ chị nói đi. Chị nói giùm tôi đi. Anh Tư. Sao? Anh á. Ừ. Nói đúng lắm. Hả? Đó. Binh tưởng đàn anh binh á. Hồ đồ. Hỗn độn. Ăn nhậu quậy phá, tôi đứng ở ngoài thôi, tôi nghe cái giọng của anh thôi là tôi biết anh qua nhà ta nghe xỉn rồi, anh quậy rồi. Quậy cái gì? Rồi tôi vô trong đây tôi thấy cái chai rượu nữa là tôi thấy không được rồi. Không có một người đàn ông nào như ông hết trơn. Ông nghĩ sao mà ông bê tha ông ăn nhậu hả? Tôi á từ ngày nay tôi theo tôi canh ông thôi tôi cũng đủ mệt rồi. Ăn nhậu rồi ra la lối rồi mất trật tự, ăn rồi bê tha đến nỗi con cái phải giác về, có chịu đời cho nổi không? Đó. Rồi nhậu rồi la. Anh nghĩ coi giữa trưa bà con người ta đang ngủ im lặng như giữa trưa vậy nè. Ừ. Ông tới nhà người ta quậy đứng trước cửa nhà ông la lên. Ông đây mất trật tự. Tại sao? Ăn uống giữa trưa la lên. Cảm ơn. Tại tôi sao vậy? Trong họng bà. Có người đàn bà con gái nào như bà không? Đừng nói chuyện với trai mà đứng chay. Hả? Biết nhựa không? Nói đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Làm cái gì vậy? Không biết trên mặt tôi chữ gì không? Cái dấu này chữ gì không? Bốn dấu chấm là chữ Y là tượng trưng cho im, chứ phải yêu đương đâu nghe chưa? Không phải thương yêu ông đâu nghe chưa? Ông làm gì vậy? Ông làm những xá cho người tôi vậy? Ở đây không ai có quyền gì la chứ, chứ người tỉnh táo như tôi có quyền la thôi. Tôi nói cho ông biết vậy. Ăn nhậu bê tha hả, để cho con với vợ nó phải chạy mất luôn, chứ đừng có nói ai hả. Nghĩ sao uống hết cả một cái chai rượu này nè, ngồi kế bên anh mà mùi rượu nó nồng nặc ở trong mặt tôi, chưa có người nào không nên gì vậy. Tại vì nên hồi nãy giờ đó bà là cái gì của tôi, bà là hàng xóm thôi mà, bà là hàng xóm mà tôi tưởng bà là bà ngoại ha, mẹ tôi. Bà nghĩ sao bà vô bà chửi nó xối xả như vậy hả? Khóc hả? Hoàng ức lên sao khóc? Nín giấc rớt một giọt nước mắt nào ra là biết cho tôi sáng mặt tay liền á. Không có méo. Có quyền. Không có quyền méo. Có quyền. Tại từ khi mà vợ chết tới giờ chưa có người đàn bà nào chửi tôi khí thế mà hùng hồn như bà hết. Dứt. Một cái hớt nữa là biết cho tôi nghe chưa. Hên là ông Tư á, con người ổng dễ thương, ổng hiền lành. Anh qua nhà ổng, ông say xỉn, ông quậy ở bên đây, ổng không quánh ông. Chứ người khác ổng quánh ông cái mỏ ổng dài ra tới cái bàn này nè, ông hiểu chưa? Chứ sao? Con người ta quá đàng hoàng, anh phải học hỏi. Đó, vợ ông kêu bỏ nhậu là ông bỏ nhậu liền, có bây giờ ông dám nhậu nữa không? Ừ. Thấy chưa? Không bao giờ nhậu nhẹt bê tha vậy mà vợ vẫn bỏ đi. Thấy đó, chưa? Chị nó... Ủa sao tự nhiên lãng quá vậy? Chửi bên đó tự lãng qua bên tôi nữa làm sao? Ờ, xin lỗi anh. Anh á, anh nhậu nhẹt, anh uống cả chai rượu nè. Anh qua nhà ta anh quậy, anh thấy người anh được không? Uống hồi nào? Uống cả một chai này mùi rượu nồng nặc đây nè. Uống hồi nào trời? Ông uống ông mới quậy, ông có rượu vô mới quậy. Tôi... Cái gì vậy? Cái gì bà vậy? Có nghe rượu không? Trời, thấy nhan sắc đẹp cái nhào nhào vô, hà người tôi lại vậy? Tình ói á. Ói hả? Là đi ói, nhậu xỉn nó ói sao? Tôi đem rượu qua đây tôi có uống được miếng nào đâu. Cái rượu đâu? Hoàng đổ hết rồi. Ai? Tôi trời, nói vậy là nãy giờ tôi chửi Quang ảnh hả? Thì ảnh có uống miếng nào đâu mà chị chửi ảnh. Vậy là không có xỉn hả? Không có. Nó
Hồi sáng con nói với ba, ba lấy, ba không chịu, ba nói là tao không lấy chai rượu đâu. Đó, bây giờ bắt quả tang tại trận ba mới chịu phải không? Tại sao? Tại sao ba lại lấy chai rượu của con ba uống? Ba có biết chai rượu này giá bao nhiêu không? Bao nhiêu? Hả? Chai rượu này bao nhiêu là mày giữ vậy? Hả? Chai rượu này bao nhiêu mà đứng trước mặt thằng xóm như vậy? Mày xỉa xói thằng cha mày, mày chửi cho mặt thằng cha mày. Đúng. Bao nhiêu mày nói đi, tao đền. 1,5 triệu. Hả? Trời ơi, 1,5 triệu. Gì vậy Sáu? Sáu à? Sáu? Bộ ai nhập Sáu hả Sáu? 1,5 triệu. 1,5 triệu mà mày đổ sớm xuống đất rồi. Mày hút lên mày đổ đầy cho tao 1,5 triệu ta. Mày biết cúng cô hồn tao cúng có 2,000. Nghĩ sao mày cúng 1,5 triệu? Tôi tưởng cái này có 7,000-8,000 chai à. Ai mà nghĩ nó mắc dữ vậy trời. Tiếc rồi phải không? Thấy 1,5 triệu tiếc rồi phải không? 1,5 triệu. Dì Tám nói thách rồi, dì Tám có 1,2 triệu à. 1,2 triệu cũng là tiền vậy? Ăn nhậu bê tha, con nó phải khiêng về nằm ở ngoài trống ngủ á. Ăn nhậu cho cố, vợ lôi đậu ngoài đường vợ biết nhục hả? 1,2 triệu đó, để đó cho tôi ha. Tôi bán cái chai rượu đi, một lấy 1,2 triệu đem qua thăm chị ba bên bển kìa. Chị bệnh mấy bữa nay à, người ta nghèo khổ, người ta không có tiền kìa. Nói cho mấy ông biết nghe chưa, mấy ông sống ở đời mấy ông không biết thương người như thể thương thân, nhường cơm xẻ áo lòng nhân mới là. Nhường cơm thì đói thế bà, xẻ nửa cái áo chẳng thà cho luôn. Đúng rồi đó. Nói vậy đó hả? Còn nói vậy đó hả? Tôi nói ông biết nghe chưa ha, cứu một người bằng xây 10 cái chùa mà mấy ông ăn nhậu không à. Ăn nhậu được cái gì? Giờ tôi giải quyết vậy, con ngồi xuống đi. Dạ. Mà đứng kế bên ta tôi sợ quá à. Nếu như mà chai rượu này còn y nguyên không có rớt một giọt nào hết thì mày có để cho gì á, đem bán cái chai rượu này lấy 1,2 triệu rồi 4 người mình cùng qua thăm chị ba anh bệnh giúp đỡ chị không? Nếu mà dì lấy cái chai rượu này để giúp dì ba, con sẵn sàng. Mày hay quá. Vậy thì chai rượu đây nè. Hả? Hưởng gì bất ngờ phải không?
Hồi sáng tôi biết ông Trơn chơi rượu ông bỏ đâu rồi, tôi vô tôi vớt trước rồi, tôi giả bộ tôi vô tôi la lối âm sầm thôi. Bây giờ cái chai rượu này tôi sẽ đem đi theo ý của nó, bán lấy 1,2 triệu thăm người ta. Mày tốt lắm. Dạ. Nhìn cái mặt mày nó thấy dễ thương lắm. Bây giờ có đưa cái chai rượu này cho mày đi ăn sinh nhật cũng trễ rồi, con bồ mày nó cũng bỏ rồi. Dì quyết định dì sẽ gả con gái của dì cho con. Đừng. Mừng quá không? Cha con mừng hốt hoảng luôn phải không? Yên tâm, con gái gì sắc đẹp y như gì. Một rồi nó có mầm dọc kìa mày, nó nằm ngang mà, giống như cái hàng rào chấn ngang cái miệng nha. Có gì lắm. Tối mà nói mày đếm một rồi nó không tới sáng. Còn nói về mà cái tính nết y như tao. Nó ít nói lắm, nói không lại nó cạp thôi. Dễ thương hơn lắm. Răng hàng tiền đạo nó không còn. Ít lắm, còn cái nú nó cạp dục dột đá lắm. Có ai nó cười. Quyết định vậy đi. Nè, bây giờ chai rượu này 4 nó bình qua thăm chị ba. Bây giờ tôi đi bán nha. Đồng ý không? Đồng ý. Hãy thầy chụp đi, đi bán nè. Ê, 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 phải rượu, trời ơi, bể rồi. Trời ơi, bây giờ mới 1,2 triệu thiệt là trời ơi. Tiêu hết rồi. Thấy chưa, cũng còn mê rượu chè lắm đó không? Làm quá không à. Đấy nè, 1,2 triệu đây nè.